Con nhỏ xinh ấm cúng của Tiến Dũng và Khánh Linh. Tại tư gia ở Hà Tĩnh, chú rể Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị căn phòng tân hôn xinh xắn chờ đón cô dâu Khánh Linh. Vào sáng ngày 2 tháng 1 năm 2021, đám cưới đầu tiên của trung vệ Bùi Tiến Dũng và vợ Nguyễn Khánh Linh diễn ra tại quê nhà trai ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, chú rể đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường đón cô dâu về cử hành hôn lễ. Những hình ảnh phòng cưới của cặp đôi cũng được bật mí khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Phòng tân hôn của cặp tân lang tân nương được trang trí lấy phông nền đỏ làm chủ đạo với các đồ trang trí quen thuộc như bóng bay, hoa hồng xếp tên cô dâu chú rể. Căn phòng cưới nhỏ xinh đem lại cảm giác thân mật, ấm cúng, đồ đạc cũng được sắp xếp tối giản. Tuy nhiên, so về tổng thể, phòng tân hôn được trang trí khá khiêm tốn so với sự đầu tư hoành tráng phía bên ngoài. Đám cưới của cặp đôi Tiến Dũng và Khánh Linh sẽ diễn ra trong sáng ngày 2 tháng 1, 2021. Sau đó vài ngày, cặp đôi sẽ trở về Bắc Ninh, quê cô dâu tiếp tục làm lễ cưới vào ngày 7-8 tháng 1. Ngày 10 tháng 1, tiệc cưới thứ 3 được tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Cận cảnh phòng cưới của Tiến Dũng và Khánh Linh. Nổi bật là dòng chữ chúc mừng đám cưới. Phòng cưới được bài trí vô cùng đơn giản. Chú rể lên đường đi đón cô dâu cách nhà khoảng 8 km. Bùi Tiến Dũng đẹp trai nhất hôm nay nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.